chiêu mà thua. Thằng giấy, thằng giấy đâu? Nói vậy rồi, nói vậy. Thằng giấy. Trời ơi trời. Hai miếng nó chùi đủ miệng bự rồi nha các bạn. Miệng bự à. Rồi rồi rồi, cơ bản luôn. À. Cây nhà lá vườn nha. Channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ thiệu với các bạn là một món ăn dân dã và đồng quê mới nha các bạn, đó là thịt luộc chấm mắm cơm mà ăn kèm với rau sống với chú chát nha các bạn. Và bây giờ mình cùng làm thôi. Okay. Thái Dừa nha. Thái Dừa đang luộc thịt nha các bạn. À, đi đi. Ở đâu? Bên này nè. Vừa múc qua. Dừa sáp luôn mà thấy bữa nay mình chơi sang luôn, mình chơi trái dừa sáp. Ở dừa luộc cái thịt cho nó ngọt hết đó. Không, luộc thịt. Quê hương nè, luộc nước sâu đi cũng được. Quê hương miền Tây nè. Đó đó coi. Coi bé đó. Coi chân cách quần á. Xa lấy cái đít cuốc chứ. Rồi. Quá thấp, cái dừa quá thấp. Vừa sáp nha các bạn. Vừa sáp nha. Trái trăm mấy lần á, hôm nay mình chơi sang, mình chơi luộc thịt luôn. Có chừng đá nha. Rồi đá. Cũng còn. Chắc vừa luộc thịt nha các bạn. Cái miếng này công nhận cực kỳ ngon á. Ừ, thịt à, ngon. Còn là sao không lấy là thịt nhiều. Sao con tưởng ký ít quá, con mới kêu Út mua thêm ký nữa. Ừ. Như vậy ha. Chỗ này nó bán công nhận thịt nhiều. Sáng lấy miếng kia nó hơi mỏ nhiều, còn miếng này nó thịt nhiều nè. Ngon nè, ổn định. Tính nhiều rồi mà thấy ký ít quá. Nó quân số rồi. Đây đám gì mệt chết mẹ luôn. Rồi lắm. Rồi. Đừng nói hồi có con với. À. Đừng nói hồi có con với Út với ông Nam ăn thấy mẹ. Gọi đi. Thịt luộc nhưng mà mình sẽ phải chế biến rồi mình phải rửa cho nó sạch các bạn ơi. Sau này chị ta làm châu Phi nhiều lắm nha. Rửa cho nó, rửa muối nha các bạn. Rửa nước sạch nhưng nhiều khi không ai sạch đâu, mình phải rửa muối cho nó khử, khử độc rồi. Thêm nước nữa nha. Rồi rồi. Rửa cho nó sạch nó được. Nó vậy á, cái lít của mình nó vậy. Rồi cái giai đoạn luộc nha các bạn. Vừa nãy là vừa sáp mới bẻ nãy nè. Phải ngập nước chắc này phải thêm trái nữa các bạn. Thêm trái nữa mà bẻ nữa không? À. Xong rồi nhớ giờ mình lọt 20 phút nữa nha. Vừa luộc bằng nước vừa sáp á nha. À, thịt ba rọi nha. Ba rọi rút sườn nha. Út nãy không? Cũng nha. Nãy muốn bỏ thêm miếng gừng cho nó không? Không, 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 không. Nhìn nó không khử khử không? Được ạ. Được ha. Rồi lấy cái nước đó uống luôn. Quá ngon quá rồi. Rồi. Các bạn tay thanh thánh nè, các bạn tay thanh thánh nhé. Sắc là 10 nhát trong 1 giây nè. Coi chừng vô ta. Rồi, 1 nhát nữa, 1 giây, phải cho đếm giây chưa?
15 giây. Trời ơi, Úc đông đó. Kêu ông chế biến rồi rồi cho người tiền sử ăn á, ăn. Thôi có từ từ qua coi chừng vô táo rồi. Không ổn được. Kinh nghiệm của Úc là học là gian khen khúc. Thật luôn hả gì? Thật luôn. Sắp thật nha các bạn. Sắp được ra rồi mình ăn kèm với rau sống nha, với mắm cơm nha các bạn. Đấy, đấy. Bàn tay lưu điệu bao gì? Bàn tay thần thánh, bàn tay điêu luyện. Theo ba rọi nha, ba rọi lút sườn nha, ba rọi ít mỡ nha các bạn. Ai mà chọn ba rọi nhiều mỡ quá ăn ngán lắm nha. Ủa này xả. Sao mà? Xả lại nữa không? Không, để được. Đấy, đấy. Trời ơi. Nhìn thấy thịt mà thấy hấp dẫn nè, chưa ăn mà đã thèm rồi. Người mà dừa sáp nha các bạn, ai mà không có dừa sáp thì được chỉ dừa xiêm thôi. Lại nhà mình có điều kiện nên mình luộc dừa sáp. Cái này như là nó có sườn, sườn non. Địa điểm có hổm nha, địa điểm cũ nha. Chưa nhìn mà thấy ngon các bạn ơi, quá thấy thèm luôn á.
À mắm cơm nha. Mắm cơm ăn với thịt luộc với rau sống nha. Bữa nay đáng lẽ là mình ăn với bần á, bần sống, nhưng hôm nay mấy thằng cháu nó đi Bình Dương bán nước tương rồi nó không có cái rè. Nên bây giờ mình chơi tại vườn nha các bạn, đây mắm cơm đây nè. Đây. Đây. Mắm cơm, thịt luộc. À còn gì bằng nữa phải không? Bây giờ mình đổ ra nha các bạn. Quay luôn cận luôn con. Đây các bạn ơi, cả ngày nè chờ chuẩn bị nha. Đây đây món ăn dân dã đây, đây 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 là mắm cơm nha. Mắm cơm ở đâu không? Dạ, tình mẹ vợ con chồng. À, mắm cơm này mắm cơm xinh nha các bạn. Rau sống đây, rau sống, thịt luộc. Ăn với chuối khế, ở nào cũng có khế, mình ăn khóm nha các bạn. Đây, đã ăn kẹp. Hiện tại thì chưa có bia, tại vì cô bán bia bữa nay cô xỉn này, mình chưa điện được cô bán bia. Ok. Trời ơi, chờ thời buổi này mà còn dắt vũ khí nữa bạn Tâm ơi. Vô nhà cho anh quay phim chút xíu nha. Chào bạn Công Công. Chào, chào, chào các bạn nha. Xin như trong đó có người mà xin gái dưới đây, comment thì chửi nó mà chửi. Ta chửi giống nhỏ trong. Rồi, sau đây giới thiệu bạn Tâm nha, bạn Tâm quay video nha. Bữa nay 500 anh em, nhưng mà 500 anh em giờ đi trễ quá trời luôn. Bây giờ tới 300 mấy, bây giờ nãy tính hai thằng lầm luôn rồi. Vô, mời các bạn nha. Rồi. Hôm nay là thật sự đáng lẽ là mình đã ra hai clip rồi, bây giờ tới bữa nay mình chưa ra clip nào mình buồn nha các bạn. Nhưng mà sao các bạn Phương này ủng hộ mình, cảm ơn nha. Cảm ơn em nha. Mình được giới thiệu rồi. Cái món này là bạn Tính gây ý tưởng nha. Yeah. Rồi cái này là mình ăn đúng điệu là mình phải ăn vậy nha các bạn. Một miếng thịt luộc, miếng khóm, miếng khế. Đây. Kèm thêm miếng rau cải nha, bây giờ mình không có tiện cái rau cải thì mình có ăn tay à, ăn rau găm với tay trái cầm rau cải. Đó, kèm thêm một miếng này ha. Mới buông cá cơm nha, một cá cơm nha. Sao đi bên đó cho nó xa vậy? Sao đi bên đó cho nó xa vậy? Quá tuyệt vời. Ngon ngon ngon. Túi lại cho bộ che lại. Không. Ồ, cho anh ai. Anh ai xuất hiện clip này nữa là 4 clip, 3 clip, 4 clip. Yeah.
hết rồi. Mèo mặt lĩnh bỏ tám tám là mặt lĩnh bỏ qua nha. Mèo mặt lĩnh à. Đây quay đi, quay quay xin mặt lĩnh bỏ qua nha. Đang nhận đang lĩnh dữ lắm rồi đó. Bỏ ra nha. Có bỏ cái chơi clip cuối cùng không? Thằng tám đó mặt lĩnh bỏ qua nha. Lĩnh bỏ cái xíu. Thằng giấy. Thằng giấy đâu? Nói vậy rồi. Hai miếng nó chùi đủ miệng bự rồi nha các bạn. Miệng bự à. Rồi rồi rồi, cơ bản luôn. À. Cây nhà lá vườn nha. Cơ quá.